Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, trước khi có không khí lạnh tăng cường, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn khá ổn định. Và buổi sáng trời còn khá nhiều mây với mức nhiệt ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội vào khoảng từ 24 đến 25 độ, bầu không khí khá mát mẻ. Còn ở khu vực vùng núi mức nhiệt thấp hơn, dao động trong khoảng từ 20 đến 21 độ, đem lại cảm giác se lạnh. Đáng lưu ý, không chỉ có nhiều mây mà vào thời điểm sáng sớm, sương mù cũng xuất hiện nhiều, nhất là ở khu vực vùng núi và ven biển, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Vì thế, các phương tiện khi tham gia giao thông vào thời điểm này trên các khu vực cần lưu ý. Từ sau khoảng 9 giờ sáng, nắng sẽ xuất hiện khiến sương tan nhanh, nền nhiệt cũng tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ, trời vẫn khá ấm áp. Đáng lưu ý là từ tối và đêm nay, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại kết hợp thêm với hội tụ gió ở mực khí quyển trên cao. Vì thế, trên toàn khu vực Bắc Bộ, mưa dông sẽ quay trở lại ở nhiều nơi. Tuy diện mưa và lượng mưa có thể không đều, nhưng nguy cơ cao có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, nên quý vị cần chú ý đề phòng. Do tác động của không khí lạnh lại kết hợp với mưa nên trong ngày mai 24 tháng 10, nền nhiệt trên toàn khu vực Bắc Bộ giảm đáng kể, phổ biến dưới 30 độ, trời dịu mát. Về đêm và sáng trời se lạnh với mức nhiệt chỉ từ 21 đến 24 độ, có nơi còn thấp hơn. Tiếp tục với thời tiết tại Trung Bộ, trong hôm nay nắng cũng xuất hiện từ sớm khiến nền nhiệt cao nhất trên toàn miền dự báo sẽ rơi vào khoảng từ 31 cho tới 33 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày của người dân khu vực Trung Bộ. Sau đó, cũng từ ngày mai 24 tháng 10, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với đới gió đông yếu thổi vào địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, nên khu vực xuất hiện một đợt mưa dông trở lại và đồng thời nhiệt độ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, lượng mưa trong đợt lần này sẽ không lớn bằng đợt mưa tuần trước. Riêng bà con vùng núi từ Nghệ An trở vào đến Quảng Bình cần cảnh giác có dông và gió giật mạnh do không khí lạnh về trên một nền nhiệt ở tại đây đang khá cao, sẽ dễ dẫn đến đối lưu mạnh và gây ra những biểu hiện thời tiết nguy hiểm trong cơn dông. Mưa ở Trung Bộ sẽ duy trì một vài ngày sau đó. Riêng tại Thanh Hóa có xu hướng giảm mưa nhanh hơn. Lùi xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có quá trình gián đoạn mưa. Trong hôm nay, ở hai khu vực này, mưa rào và dông chỉ xuất hiện một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Còn trong ngày, trời vẫn chủ đạo là nắng với nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ dao động quanh mức từ 33 đến 34 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có thể lên ngưỡng là 35 độ, cảm giác khá nóng. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa, gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, mặc dù gió Đông Bắc đến Đông có cường độ chỉ khoảng từ cấp 3 cho tới cấp 4, nhưng có mưa rào và dông khiến tầm nhìn hạn chế và khả năng có lốc xoáy, gió giật trong cơn dông gây mất an toàn cho tàu thuyền trên khu vực. Như vậy, hôm nay thời tiết trên cả ba miền đất nước đều có nắng. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tác động gây mưa trên khu vực Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ vào ngày mai. Cùng với mưa thì nhiệt độ sẽ giảm, trời chuyển dịu mát. Và bản tin thời tiết sáng ngày 23 tháng 10 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.